Nhưng mẹ ruột của Hoa hậu chuyển giới 2018 từng khuyên con không nên chọn chàng trai CEO để yêu vì lo cho con. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ, lần thứ hai làm nữ chính Người ấy là ai mùa 3, Hương Giang khiến nhiều người xúc động khi xuất hiện cùng với mẹ ruột của mình ngay trên sân khấu, người sẽ cùng đồng hành với cô trong hành trình tìm chàng trai của đời mình. Mẹ Hương Giang từng khuyên cô không nên yêu CEO Mách Liêu. Trong chương trình Chị Em Chúng Mình, trái với các bà mẹ khác luôn coi con mình là công chúa, Hương Giang lại chia sẻ rằng mẹ cô luôn tự ti và lo lắng cho con gái. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, khi tham gia Người ấy là ai, mẹ Hương Giang từng khuyên cô không nên yêu chàng trai CEO vì con chẳng có tài năng gì, lại còn không sinh được con, mẹ sợ sang bên đó người ta đuổi con về thì bố mẹ xấu hổ lắm. Chưa dừng lại ở đó, mẹ Hương Giang cũng khuyên con gái cách chọn bạn trai rằng nên yêu người chất phác, kém hơn mình để về nhà, họ sẽ cung phụng mình. Thậm chí, mẹ của Hoa hậu còn thẳng thắn: con ơi, giàu mà làm gì, con bao người ta đi. Mẹ Hương Giang nhắn nhủ đến chàng trai được con gái yêu thương. Trước đó, xuất hiện tại Người ấy là ai mùa 3, mẹ của Hoa hậu Hương Giang đã có những điều gửi gắm đến chàng trai nếu được con gái chọn, rằng Giang của bác không giống như những người con gái bình thường khác. Người ta sinh ra, lớn lên trưởng thành rồi lấy chồng, sinh con một cách bình thường. Nhưng Giang không phải người như vậy. Bác chỉ cần có người yêu thương, chăm sóc Giang thật lòng thôi, còn cái khác bác không quan trọng. Sau tất cả, Hương Giang cũng tìm được người đàn ông hết mực yêu thương cô. Sau khi công khai bắt đầu tìm hiểu nhau, dù gặp không ít lời ra tiếng vào từ tình cũ của Mách Liêu hay những người ngoài cuộc bình luận về giới tính Hương Giang, Mách Liêu bây giờ chỉ chia sẻ ảnh của mỗi Hương Giang và chứng minh tình yêu với cô nhiều hơn. Chứng kiến hạnh phúc của Hương Giang và Mách Liêu, ai nấy cũng bày tỏ sự vui mừng, chúc phúc cho cả hai khi cặp đôi vẫn mặn nồng, đập tan nghi vấn rạn nứt trước đó. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé!